Mến chào quý anh chị và các bạn. Phía trước mặt của anh chị là dự án khu nhà ở cao tầng Lê Phong Bình Dương, và em đang đứng ngay đại lộ Bình Dương, quốc lộ 13 thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Có thể nói là đây là một con đường sầm uất và quan trọng tại Bình Dương khi mà nối liền Hồ Chí Minh và các cái tỉnh phía Đông. Thì đây là một sản phẩm của chủ đầu tư Lê Phong. Nếu mà anh chị nào mình đã đầu tư đất nền dự án tại Bình Dương thì không xa lạ gì nhiều với chủ đầu tư này, với hơn 20 năm xây dựng và phát triển tại tỉnh Bình Dương. Và căn hộ Lê Phong này sẽ được xây 40 tầng nổi và 2 tầng hầm, trong tổng quy mô là 2,4 hectare. Dự án chỉ dành khoảng 60% diện tích đất xây dựng và gần 40% diện tích còn lại cho những cái công trình tiện ích công cộng, công viên cây xanh và giao thông nội khu, sẽ mang lại cho anh chị những cái không gian và môi trường sống trong lành, thoáng đãng nhất. Và một vài cái tiện ích bên trong sẽ có như là có hồ bơi dành cho người lớn và hồ bơi dành cho trẻ em, có hồ jacuzzi, phòng gym, BBQ, khu thư giãn và nghỉ ngơi ngoài trời. Em sẽ nói kỹ hơn cho anh chị về sự kết nối về giao thông, sự thuận tiện hay không khi mà anh chị lựa chọn vị trí nơi đây để mà chúng ta ở hoặc là chúng ta đầu tư. Và đặc biệt là với những anh chị nào đang sinh sống tại khu vực Thuận An, nó có thuận lợi cho mình hay không. Và đây là cái trục đường quốc lộ 13. Nếu như mà anh chị là những cái chuyên gia đang làm việc tại khu công nghiệp V-Ship 1 thì rõ ràng là mình đi chỉ có khoảng một cây số thôi. Hoặc là mà anh chị làm ở khu nghiệp Việt Hương cũng khá là lớn thì mình đi khoảng tầm 5-6 phút là tới rồi. Ngoài cái việc mà mua sắm ở shophouse dự án thì anh chị có thể tới trung tâm thương mại Aeonmore, chưa tới 2 cây số, và gần ngay Aeonmore là bệnh viện quốc tế Bình Dương, anh chị đi khám bệnh chữa bệnh cũng gần nữa. Nói chung thì với cái vị trí là giáp ranh Hồ Chí Minh, quận 9 Thủ Đức, thì Thuận An là một trong những cái điểm kinh tế có sự tăng trưởng mạnh nhất nhì của tỉnh Bình Dương. Và cái nhu cầu bất động sản tại nơi đây vẫn một ngày gia tăng. Cộng hưởng thêm đó là sự dịch chuyển đầu tư bất động sản từ trung tâm của Hồ Chí Minh ra những cái vùng ven, giúp cho bất động sản Thuận An thu hút được cái nguồn vốn từ các nhà đầu tư lớn nhỏ một ngày càng nhiều. Về cái mức giá của khu căn hộ Lê Phong Bình Dương này thì nó dự kiến sẽ là từ 35 đến 40 triệu một mét vuông. Còn về thiết kế bên trong của dự án thì đây là một trong những cái thông tin mới nhất, nhanh nhất mà Phước Thiện Land mang đến cho quý anh chị. Và hiện tại cũng chưa có thông tin nhiều từ chủ đầu tư, và trong thời gian sắp tới Phước Thiện Land sẽ cập nhật cho anh chị nha. Ok không ạ? Rồi, cảm ơn chị đã theo dõi video này, và hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại.